Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Mày tiếp tục lên những đơn hàng cho những anh khách đã đặt hàng của mình em ơi. Thì anh em nào đặt trước mình gửi trước nha anh em nào đặt sau mình gửi sau nha. Anh em thông cảm chờ bữa hai mình mới gửi nha nè, anh em đặt sau á. Là những đơn hàng của những anh khách nha nè. Là cải tiến những đa năng mini nha nè. Anh em có nhu cầu mua lời cải tiến liên hệ mình nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu mua cây chổi thì liên hệ lượng mình nha anh em. Cây chổi này thì mình bán riêng nha anh em. Thì cây chổi này chuốt sẵn, chẻ cảnh sẵn cho anh em gì luôn nha anh em. Có ngàm sẵn luôn, về chỉ việc là chổi ra xài anh em ơi. Chở được làm bằng tre nha anh em. Đây tre. Chút bóng nhìn nha anh em. Thì trùng chổi thì có ngàn đồng cây nha anh em. Một cái lờ vậy là ba cây chổi anh em. Nếu anh em mua cây chổi thì là ba cây 3.000. Anh em về chỉ việc là chổi lên xài thôi. Thì mấy cái đồ đổ nè anh em. Vậy anh em kiếm khúc cây anh em khâu lại giùm mình nha. Là đồ đổ cho anh em luôn. Chỉ để về đặt là không được nha anh em, sợ anh em xứ ý. Thì cái cách mà để đặt mà cái lời cho chính xác á, anh em làm cây phải chuẩn mới được nha anh em. Cương ra thì nó cũng vừa tròn mình cái lời thôi. Rồi anh em thọt tay vô cái hôm, tay vô cái hôm nha anh em. Cái hôm nó có phải có đồ dùng vậy nha anh em. Em cái hôm nó có đồ dùng nha anh em thọt tay vô nghe có độ mịn mới được nha anh em, chứ anh em mà cương cái lời mà thẳng quá anh em thọt tay vô là cái hôm nó nhám cào là không được nha anh em. Qua vô nhám là cái lóc nó không nhảy đâu. Cây này hả, 15 cây hả. Anh em nào đặt cây thì mình gửi cây. Còn chỗ anh em có điều kiện thì thôi nha anh em. Chỗ anh em có sậy thì anh em làm sậy. Còn anh em nào mà không có cây á, đặt hàng bên mình có cây luôn nha anh em. Vậy hôm mình đã canh chuẩn hết rồi nha anh em. Nó phải có độ nhịp vậy mới được nha anh em. Có đồ dùng mới được. Khi anh em không biết anh em chổi cái nó thẳng rang cái thọt tay vô rồi. Không có đồ mịn là không được nha anh em. Em thọt tay anh em cương cái lời thẳng quá thọt tay vô nó nhám cào anh em ơi. Nhám cái lóc không nhảy đâu nha. Rất là mịn luôn. Đây là báo lục thủ nha anh em. Hello. Hello, xin chào anh em. Báo lục thủ đang cắt hôm nha anh em. Đây là hôm. Hôm 2.5 nha anh em. Chỉ đủ 4 anh em ơi. Hôm sắn. Này hôm sắn nha. Sắn mới được nha anh em. Sắn nó mới có độ rút. Khi mà giật xong rồi cái lại cái hôm cho túm vậy nè. Quay đường hội nó thấy bự chứ ngoài nhỏ nha nè. Dài của nó có 5 tấc rồi nè em ơi. 5 tấc, 5 tấc mốt. Quay đường hội anh em thấy nó hơi to to vậy đó. Thì hai mẫu anh em thích mẫu nào thì màu đấy nha nè. Đây danh sắc. Nhìn cái rờ cái lờ rất là xinh và dễ thương nha anh em. Tài dụng cũng rất là mịn luôn nè. Vậy
vừa phải vậy thôi, mình căng cũng vừa phải thôi. 10 triệu nó xuống nước nó sẽ thòng xuống miếng là vừa luôn nha anh em. Chứ nhiều khi anh em sợ anh em quánh cái nó thòng thòng quá nữa thôi cũng được nha, cũng vừa thôi, cũng vừa có đồ dùng thôi. Bây giờ xuống nước nó sẽ dùng thôi nữa. Thì con cá nó mình đặt trong cỏ á, nó cứ hôm hiếp lại nó sẽ chen nha anh em. Trong cỏ cái cá nó chen vô này mà. Thì nói chung lúc rồi mà cũng hơi bận anh em ơi, cũng lo làm này đang có hàng gửi cho anh em á, cũng ít đi giá lợi anh em ơi, cái nguồn lợi mình bỏ hôm nay cũng mấy ngày vẫn là năng mini chiên quánh là ếch nha anh em, cua gắn lương cũng vô nha anh em. Đây thì mình nói gần cho anh em nha, thì anh em mua 20 cái giớn đa năng mini á mới được cái túi vậy nha, được tặng cái túi nha anh em. Còn anh em mua lờ cá mình không có tặng túi anh em ơi, bởi hôm nay anh em có hỏi mình sao mua lờ 20 cái không tặng túi. Thì video trước mình nói là mua giớn đa năng mới có túi đựng ếch nha anh em, túi đựng ếch chứ không phải đựng cá anh em ơi. Thì để theo yêu cầu anh em á, anh em hỏi bên mình có bán vợt không. Đây, có luôn nha anh em, vợt đầu vuông nha anh em. Thì mình làm cái kiểu vuông để gì á, thì anh em có cá ở dưới vỏ lãi á, cái độ bằng của nó anh em có thể xúc được nha anh em, thấy xúc cá dưới vỏ được. Còn nếu mà làm tròn thì dưới vỏ không bắt được nha anh em. Một cái vợt như vậy á thì có 20.000 nha anh em, cá nào cho có 20.000. Thì mình lấy tay mình đo cho anh em xem kỹ chứ để thôi quay điện thoại anh em thấy cái vật bự mà gửi sao cái vật nhỏ nha anh em. Đây nó chỉ cứng một rang thôi nha anh em, quay điện thoại thấy nó bự, chiều ngang của nó chỉ cứng một rang thôi nha anh em. Đây chiều rộng nó cũng chỉ một rang thôi, nói chung là gần 2 tấc vuông á. Thì anh em đi thăm lờ đậu lờ á, anh em cầm cái vợt này lên, vợt lên thì mình đổ ra thôi, tại mình hai tay nha nè, cầm cái điện thoại trên tay rồi, đó, thì trút vô một tay cầm cái lờ, một tay cầm cái vợt trút vô anh em ơi. Thì anh em nào đặt đường xe rất thích hợp cho những anh em đặt đường xe. Cá thì anh em để cái thùng cá trên xe, mình cầm cái vợt đi xuống mình đổ. Đó. Cầm vợt xuống đổ, đổ có cá cái mình cầm cái vợt lên mình đổ cá vô thùng anh em, rất là tiện lợi luôn. Nói chung là đồ nghề là sẵn sàng cho những anh em chiến đấu nha anh em. Thì đôi khi hàng mình làm không kịp anh em cũng thông cảm chờ nha. Tại vì mấy cái lờ này là phải lựa cao thủ giật mới được nha anh em, chứ nếu mà giật ẩu ẩu là không được đâu. Này nói chung phải đi đúng mắt, đúng mắt cái hôm nó mới ship nha anh em, ship nó mới đẹp, nó mới tròn được nha anh em. Tay vô rất là mạnh luôn. Thì nói chung anh em trong nghề thì nhìn cái lờ thì chắc cũng biết rồi ha. Thì nếu anh em mà có ý tưởng gì mới thì có thể comment cho mình hay nha, mình sẽ cố gắng khắc phục nha anh em. Chứ mình cũng cố gắng tạo điều kiện cho những anh em mua lợi anh mình nha. Thì nhiều khi mình đi làm bó hỏi nhà anh em bình luận trong YouTube á, khi mình không trả lời được anh em thông cảm nha. Thì mình sẽ để số điện thoại trên màn hình anh em có nhu cầu thì liên hệ mình ha, còn mấy mình để số tại phần mô tả. Anh em có thể kết bạn Zalo hỏi có thăm được nha anh em. Thì anh em muốn mua nhiều thì mình sẽ để giá cho anh em nha, còn cái giá trên YouTube này mình không nói được nha anh em thông cảm, chứ mình đâu biết cái shop kia bán ra sao, mình nói lên tầm 7 người ta cự mình anh em ơi, anh em cũng thông cảm mình cái phần đó. Thì anh em cứ nhắn trong Zalo đi thì mình cho cái giá, được thì anh em mua, không được thì cũng bình thường nha anh em, mình cũng là bạn mà.
Thì hàng này mình không có bao ship nha anh em. Một cái lợi gì làm rất là công phu nè. Lâu lắm. Đây là mình xài bằng dây gút. Dây gút nha anh em. Hai đầu anh em ơi. Rồi, mình bán là lời danh sắc trên cây nha em. Em có nhu cầu liên hệ. Anh em đặt thì chung mượn hàng mình không tiếp được nha, mình không dám nha. Mình xin chào tất cả anh em nha, chúc anh em một buổi sáng thật vui vẻ. Anh em là có nhu cầu mua lời cải tiến chén đa năng liên hệ mình nha. Đánh ớt là rất là ok luôn nha anh em. Rồi chào tất cả anh em nha.